vào đời Nguyên. Quan Âm Bồ Tát Ngao Du đến Giang Tô, nhìn thấy một người phụ nữ đi một mình cô độc thật đau buồn. Bồ Tát liền dùng thiên nhãn để quan sát và biết được người phụ nữ này tên là Đào Thị. Năm bà 26 tuổi, chồng bà qua đời, bà không có con cái, sống một mình đơn độc. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy thân phận của Đào Thị rất bi thương, nhưng tâm địa của bà lại lương thiện, nên Ngài chuẩn bị sau này tiếp dẫn bà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng trước khi tiếp dẫn bà, Ngài tiến hành một cuộc khảo nghiệm. Thế là Quan Âm Bồ Tát liền hóa thân thành một người ăn mày đến trước cửa nhà Đào Thị. Đào Thị ở trong nhà đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Phu nhân à, cầu xin bà làm ơn cho tôi một chút gì đó để ăn à. Đào Thị nhìn thấy một người ăn mày thật đáng thương, bà vội vàng đi vào nhà bưng ra một bát cơm. Thật tội nghiệp, ông hãy ăn bát cơm này đi. Cảm ơn phu nhân, bà thật là một người lương thiện. Ông từ đâu đến vậy? Tại sao ông đến đây ăn xin? Tôi vốn là người Tương Dương. Năm ngoái quê nhà gặp nạn đói kém mất mùa, tôi và cả gia đình đến nơi này, cả nhà đều bị đói chết và bệnh tật. Ông đợi tôi một chút nha. Ông hãy cầm số tiền này để mua sắm đồ đạc trong nhà, đừng đi ăn xin nữa. Cảm ơn bà, phu nhân. Người lương thiện như vậy nhất định sẽ có phước báo. Đào Thị nhìn thấy hình ảnh cô độc của người ăn mày, bà liên tưởng đến hình ảnh đau buồn của chính mình, bất giác bà rơi lệ. Đêm đó, Đào Thị nằm mộng, bà thấy Bạch Y Quan Âm Bồ Tát tặng cho bà một đóa hoa sen trắng và bảo bà ăn vào. Sau khi tỉnh lại, bà liền thay đổi vẻ mặt u buồn và trở lại như xưa, như thể nhìn rõ tất cả những việc của thế gian. Từ đó, bà bắt đầu ăn chay niệm Phật. Cuộc sống của bà ngày càng thanh tịnh, an lạc. Sau mười mấy năm trôi qua, Đào Thị đã trở thành một bà lão. Bà nằm ngủ trên giường, trong giấc mộng dường như bà lại nhìn thấy Bạch Y Quan Âm đến tặng bà hoa sen trắng. Đào Thị bèn mở mắt ra, liền nhìn thấy Bạch Y Quan Âm thị hiện chân thật tướng. Đào Thị cảm thấy thân của mình nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Bà vội vàng từ trên giường bước xuống, khấn đầu hướng đến Ngài Quan Âm Bồ Tát mà hành lễ. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh rồi. Đào Thị, ta đã từng hiện thân ra là một người ăn xin đến để khảo nghiệm bà, xem tâm bà liệu có tâm niệm thiện hay không. Bà đã vượt qua khảo nghiệm, hôm nay thời hạn của bà đã đến. Ta đặc biệt đến tiếp dẫn bà trước giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đa tạ Quan Âm Bồ Tát. Lúc này, hai người hàng xóm đẩy cửa vào, nhìn thấy Đào Thị nằm trên giường, nét mặt tươi cười, trên gương mặt không chút gì lo sợ và hối tiếc cả. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Không lâu sau, Đào Thị liền rời bỏ thế gian. Những người hàng xóm sau khi nhìn thấy Đào Thị giảng sinh, toàn thân sắc vàng óng ánh, trên thân tỏa ra mùi thơm hương đàn, mọi người liền quỳ xuống hành lễ. Cảm ơn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn. Ngay khi đó, có người vì cảm ơn đức của Bồ Tát Quan Âm nên đã xây dựng một ngôi chùa để cúng dường Bạch Y Quan Âm và đem kỳ tích của Đào Thị lưu truyền khắp nhân gian. Lần này Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thị chính là Bạch Y Quan Âm, Quan Âm áo trắng.